anh đưa ra mấy ý kiến. Tôi chẳng thấy điều ai bảo là mỗi người mỗi quan điểm, chú không thể đánh đồng như thế được. Nó có phải là mỡ hàng đâu. Ôi, nó thề rồi. Đúng hảo. Không phải. Mỗi người mỗi quan điểm, nhưng mà thì mỡ không thể đánh đồng được. Nó mỡ hàng đâu. Ừ. Cực kỳ mỡ luôn. Nó phải có một thứ thế. Hương cười không đẹp. Hiền hiền mặt hiền hiền thì cười hơi xấu, mặt hơi mắt hơi sắc, nhưng mà nói chung là nhìn thì tổng quan là được. Ô đội kia đi đâu rồi? Hiền mặt váy nhìn rất là cha thôi, nhìn ngon.